Thưa quý vị, trong thời điểm lễ Tết, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao. Vì vậy, việc sử dụng các sản phẩm nước uống hỗ trợ mang lại sức khỏe là điều mà nhiều người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, đa dạng nhiều sản phẩm của nhiều hãng hàng khiến người tiêu dùng khá băn khoăn khi chọn mua sản phẩm. Để giúp người tiêu dùng có thêm những thông tin hữu ích, mua sắm và chọn được sản phẩm an toàn và chất lượng, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để xem thị trường Việt Nam đang có những sản phẩm nào nổi trội và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm do nhu cầu sử dụng hàng hóa của người dân tăng cao. Một số doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng và cho ra đời những sản phẩm mới. Trong đó, phía đại diện của công ty Trang Việt Anh, đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm đồ uống cho biết, hiện tại doanh nghiệp này đang cung cấp ra thị trường hơn 300 dòng sản phẩm, trong đó có sản phẩm yến xào trái cây đường phèn thương hiệu Joy. Dạo quanh siêu thị Mộc Phòng thì mình thấy khá là nhiều sản phẩm về đồ uống. Nhưng mà mình bị thu hút bởi các sản phẩm của thương hiệu Joy có sự kết hợp giữa yến xào và các thành phần trái cây thiên nhiên, có giá trị dinh dưỡng cao để bồi bổ cơ thể và hơn hết là có tác dụng làm đẹp thôi. Mà việc mà chúng ta tìm được một cái loại nước uống mà vừa có tác dụng giải khát nhưng lại vừa có tác dụng có cung cấp những cái dưỡng chất rất là có ích cho sức khỏe thì tôi nghĩ đấy là cái điều hết sức quan trọng. Và qua cái tìm hiểu thì tôi thấy là nước yến xào kết hợp với đường phèn và các loại trái cây nhãn hiệu Joy của công ty Trang Việt Anh gồm có yến xào, hồng sâm, nano collagen kết hợp với đường phèn và một loạt các cái loại hoa quả trái cây khác. Là đầu tiên là yến xào. Thì chúng ta đã biết là yến xào thì là một trong loại thực phẩm mà thức ăn rất là bổ. Trong thành phần của yến xào á, thì nó có chứa axit amin thiết yếu và đồng thời trong yến xào thì cũng chứa rất nhiều các cái vitamin và khoáng chất như là canxi, sắt, kẽm, magie, thứ vân vân. Thì nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng. Cái thành phần thứ hai trong cái sản phẩm này thì đó là hồng sâm, đặc biệt là cái hồng sâm 9 tuổi của Hàn Quốc ấy, thì chúng ta biết là trong cái hồng sâm này thì có chứa saponin. Saponin là một cái thành phẩm chính ở hồng sâm và nó có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể của chúng ta. Cái chất saponin này nó có tác dụng điều hòa đường huyết ở trong máu, điều hòa huyết áp, giảm mỡ trong máu. Rất từ lâu rồi thì người ta thấy là hồng sâm cũng là một trong những cái sản phẩm mà chứa những cái chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa, phòng ngừa, đặc biệt có thể ngăn ngừa phòng ngừa cả những cái bệnh ung thư. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây thì trong thành phần của sản phẩm là bổ sung nano collagen. Cái kích thước phân tử của nó rất là nhỏ, tính bằng nanomet. Kích thước cụ thể ở đây nó chỉ khoảng từ 16 cho đến 30 nanomet thôi. Cho nên là nano collagen hấp thu cao gấp nhiều lần so với collagen thông thường. Thế chính vì vậy khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì đây là cái nguồn mà cung cấp cho chúng ta thêm một cái chất protein rất là đặc biệt và giúp cho bảo vệ xương khớp của chúng ta, rồi giúp cho trẻ hóa làn da. Sản phẩm này còn kết hợp thêm với rất nhiều các cái loại trái cây và hoa quả khác, cũng như là ổi hồng, táo đỏ, me thái, dưa lưới Úc, dâu tây, đào và nước cốt dừa non kết hợp với một loạt các loại trái cây như vậy thì có tác dụng rất tốt để cung cấp thêm cho cơ thể những chất chống oxy hóa, đặc biệt là cung cấp các vitamin và khoáng chất. Cùng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành thực phẩm và nhiều năm phát triển tại thị trường quốc tế, đặc biệt nhà máy đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HALA, ISO, HACCP, GMP, FDA, Trang Việt Anh có nhiều cơ hội hơn cho việc sáng tạo ra những thức uống bổ dưỡng, đặc biệt là dòng sản phẩm nước yến xào trái cây. Đây là dòng sản phẩm được làm từ yến xào, hồng sâm trên 9 năm tuổi, nano collagen và nước ép trái cây tươi nguyên chất, gồm yến xào đường phèn ổi hồng, táo đỏ, đào, me thái, dâu tây, dưa lưới Úc, hồng sâm và yến xào đường phèn nước cốt dừa non. Sản phẩm lần này là một trong những công trình nghiên cứu rất là đặc biệt, mang cái hơi hướng lạ, mới. Và đặc biệt nữa là được kết hợp tinh túy giữa tất cả sản phẩm với nhau. Chúng tôi muốn hướng đến những khách hàng mà được trải nghiệm thực tế, ví dụ như là khách hàng văn phòng, người cao tuổi, thậm chí bệnh viện. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các bệnh viện lớn, những người mà những nơi mà cần giá trị dưỡng cao nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi muốn nâng tầm cái đồ uống không đơn giản chỉ là nước giải khát nữa, mà nó là thực phẩm dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa yến xào với trái cây tươi, đường phèn, hồng sâm và nano collagen tạo nên một thức uống bổ dưỡng, giúp người sử dụng giảm căng thẳng mệt mỏi, chống lão hóa, giúp da mịn màng, săn chắc, đồng thời hỗ trợ việc cải thiện hệ hô hấp và điều hòa lưu thông máu trong cơ thể. Với sự kết hợp giữa yến xào và trái cây tươi, không chỉ được các chị em phụ nữ, người lớn tuổi, trẻ em yêu thích và người làm việc văn phòng cũng rất ưa chuộng. Mình thường quan tâm đến sử dụng các thức uống có nguồn gốc thiên nhiên từ trái cây. Thì khi sử dụng sản phẩm nước yến xào trái cây đường phèn thương hiệu Joy, mình cảm thấy rất là thích. Vị của nó rất là nhẹ, ngọt và mình cảm thấy sản phẩm này rất là phù hợp với những người làm công việc văn phòng như mình. Với sự sáng tạo đột phá trong từng sản phẩm, Trang Việt Anh ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.
Song song đó, những sản phẩm của Trang Việt Anh đã mang lại cho người tiêu dùng sự lựa chọn về việc sử dụng các thức uống, đặc biệt là thức uống có lợi cho sức khỏe như nước yến xào trái cây đường phèn thương hiệu Joy.